À thế à? Thế thì tao đi săn trước đây nhá. Ừ mày đi đi, tao để lanh quanh ở khu vực gần đây thôi. Ê! Thế là anh chàng bọ ngựa nâu bay đi, để lại anh bọ ngựa xanh đang loay hoay chuẩn bị nhảy xuống đâu đó. Thằng mẹ anh. Thế là dế mèn lao vào cắn một phát vào lưng nó. Chính xác hơn là chỉ cắn vào phần cánh của nó. Vào một buổi sáng nọ, có chú dế mèn đang ngủ ở trên một phiến đá bên bờ suối. Có lẽ đã đến lúc thức dậy. Chú ta quan sát khung cảnh buổi sáng mát mẻ và quyết định đi tìm cái gì đó để đưa vào mồm. Thôi có khi là mình phải đi kiếm cái gì đó vào mồm mới được. Anh ta loay hoay mãi, chưa dám nhảy xuống nước. Chắc do buổi sáng lạnh quá. Ấy, sắp nhảy nhưng lại thôi. Và quả này anh ta đã quyết định nhảy qua suối rồi. Ở gần đó có hai anh bạn bọ ngựa đi chơi với nhau. Mày ơi, mới lột xác xong mày có đi săn với tao được không? Tao không đi được đâu, tao đang yếu ớt. Cái cánh đang còn mềm nhũn này này. À thế à? Thế thì tao đi săn trước đây nhá. Ừ mày đi đi, tao để lanh quanh ở khu vực gần đây thôi. Ê! Thế là anh chàng bọ ngựa nâu bay đi, để lại anh bọ ngựa xanh đang loay hoay chuẩn bị nhảy xuống đâu đó. Ôi tao phải nhảy xuống đây mới được. Có vẻ không được nhảy xa lắm. Anh ta mon men trên một hòn đá rêu phong mọc đầy cỏ. Ê, cỏ này mình chắc là không đi xa được. Anh ta chợt nhìn thấy một con chuồn chuồn. Mày chết với anh. Thế là nó mon men đến gần. Hãy xem nó làm được gì. Thấy thế thì anh chuồn chuồn khinh thường nó. À. Không ngờ là mày có ngày cũng lột xác. Mày làm gì được tao? Thì tao không làm gì được. Thế rồi anh chuồn chuồn lao vào túm cổ anh bọ ngựa. Bất chợt anh bọ ngựa xanh túm cổ lấy cái thằng chuồn chuồn. Nhưng thằng chuồn chuồn không phải dạng vừa. Lúc này nếu so về cơ thể thì chính chuồn chuồn mới là người cứng hơn. Anh chàng mới lột xác rất yếu ớt. Nó tìm cách để ăn con vật nhưng không ăn được. Mày cứ kẹp thử xem. Xem có làm gì được tao không? Mày cứ đợi đấy. Do cái tay quá mềm yếu nên anh ta đã buông ra, không làm gì được con chuồn chuồn. Nó chỉ biết luyến tiếc nhìn theo. Và gần đấy thì anh dế mèn đã bơi đến và bắt đầu leo lên tảng đá đó. Nó tập thể dục liên tục, cứ nhảy lên nhảy xuống. Này, lần này tao phải lên hòn đá này tao kiếm cỏ ăn mới được. Anh chàng rất khỏe mạnh, cứ nhảy lên nhảy xuống thể dục và đi kiếm cỏ ăn.
Lần này hình như nó nhìn thấy chàng bò ngựa ở phía xa. Ê, dễ mèn đó à. Chào mày nhá. Hôm nay mày có đánh nhau với tao không? Làm gì, hôm nay em mới lột xác xong anh ạ. À, hôm trước mày đánh tao cơ mà. Không, em lột xác có đánh được đâu. Anh chàng dế mèn nhìn chằm chằm vào bò ngựa, có vẻ là muốn đánh nhau. Ê, tao không đánh được, tao muốn lột xác thật mà. Hôm trước mày còn đánh tao khỏe thế cơ mà. Nếu bình thường thì tôi không lột xác thì tôi đánh ngang với anh. Thế là dế mèn lao vào cắn một phát vào lưng nó. Chính xác hơn là chỉ cắn vào phần cánh của nó. Anh chàng bò ngựa la lên đau đớn. Và anh này cũng buông ra luôn. Ồ, hóa ra là mày mới lột xác thật à. Tao chỉ dạy mày một bài học thôi. Tao cắn vào phần cánh thôi, không ảnh hưởng gì đâu đến tính mạng nữa nha. Mày lợi dụng tao đang yếu mà đánh à? Chờ tao cứng mày đánh với tao thử xem. Tao tưởng mày là cứng rồi chứ. Ở đây nhiều cỏ nha, thế tao ăn vài miếng đấy. Thế là nó ăn cỏ ở trên phiến đá. Có vẻ hôm nay anh dí mèn rất hiền. Nếu gặp phải hôm khác có khi nó cắn bụng rồi. Thôi nha, mày chịu khó mà dưỡng thương đi, lột xác là nó còn non lắm. Chảy máu hết lưng tao rồi này. Không sao đâu, tao cắn cái phần cánh thôi, có sao đâu. Tao cắn vào người mày đâu. Cánh này sau mặc lên nó rách thì sao? Không vấn đề gì, tí nó lành lại thôi mà. Thôi tao về đây nhá, mày dưỡng thương đi. Thế rồi anh chàng dế mèn bay đi. Chính xác là nhảy xuống nước. Nó là một anh chàng đẹp trai và khỏe mạnh. Cuộc sống tự do tự tại của nó như thần tiên vậy. Rất là sung sướng. Tôi cũng rất ngưỡng mộ nó. Thank you.